Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan nhé. Hôm nay em lại có một ít hàng là mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Em lên giò số 1 cho các bác này. Hoàng thảo u lồi nha các bác nha. Hoàng thảo u lồi nha. Hai thân hoa. Đẹp chưa các bác? Nụ đây nha. Nụ đây nha các bác nha. Đấy, hai bên luôn. Ba mầm gốc này, mầm to chưa các bác? Cái mầm này nó lên được hai mầm nữa luôn nha các bác nhá, hai mầm nữa luôn. Cái mầm này nó lên được hai mầm nữa luôn. Mầm này. Hai mầm này nữa nha. Em bán cho các bác với giá là 250.000 nha, 250.000 nha các bác nhá. 250.000 cho giò số 1 nha. Số 2 là dáng hương tam bảo sắc này các bác này. Lá dày cộp luôn nha các bác nha. Lá dày cộp luôn. Đấy, như thế này nha. Còn nó à, cái cây cái nhỏ này. Này, nhìn lá các bác này. To không? Giò này em bán cho các bác với giá là 280.000 nha, 280.000 nha các bác nha. 280.000 cho giò số 2. Đẹp lắm các bác ạ. Giò số 3 này các bác này. Giò số 3 nha. Kiều Diệt nha, Kiều Diệt có một giò duy nhất thôi. Hôm nay có một giò duy nhất thôi nha các bác nha. Đã lên thân tơ như thế này này. Đấy. Đã thuần nha, rồi nha các bác nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 330.000 nha, 330.000 nha. Thôi bác. 330.000 nha các bác nha, cho giò kiểu dẹt đây nha. Cho giò số 3. Số 4 này các bác này. Giò trồn nha. Trồn nha các bác nha. Giò trồn như thế này này. Đây nụ này các bác này. Đấy, nó bé như này đã có nụ rồi. Đấy. Chưa hề biết mặt hoa luôn nha các bác nha. Giò trồn này thì đôi 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây. 13 cây nha các bác nha. Giò này 13 cây nha. Như thế này nha. Đấy. Treo như thế này. Dễ ấm ấm này nha các bác nha. Không ngại nha đâu. Giò này em bán cho các bác với giá là 550.000 nha. 550.000 nha các bác nha. 550.000 cho giò số 4 nha. Giò số 5 này các bác này. Cũng là trồn tiếp nha. Được 4 cái nụ luôn. Giò này được 4 cái nụ luôn nha các bác nha. Giò này được 4 cái nụ luôn. Cây to nha. Em bán cho các bác với giá là 350.000 nha. 350.000 nha các bác nha. Cho giò trồn như thế này nha. Đấy, 350.000. Cho giò số 5. Số 6 này các bác này. Tam bảo sắc nha. Trồng rất dày luôn. 4 này. 8 12 cây luôn. Giò như này nó trồng dày quá các bác ạ. Dày quá. 12 cây luôn như thế này nha. Các bác về các bác để như này được. Treo như này lên cho em được nha. 12 cây luôn nha. Em bán cho các bác với giá là 320.000 nha. 320.000 nha các bác nha. 320.000 nha. Cho giò số 6 ạ.
Số 7 nha các bác nha. Một thân kèn. Nụ đã sưng nha, nụ đã sưng nha các bác nha, nụ đã sưng đây. Đó. Cái này là nụ ấy nha. Được một mầm gốc thôi. Một mầm gốc thôi nha các bác nha. Thân này được 20 sen thôi. Em bán cho các bác với giá là 280 nghìn nha. 280 nghìn nha các bác nha. Cho giò số 7. Số 8 này các bác này. Cây hoàng thảo tam bảo sắc đẹp không các bác? Về các bác treo y này luôn cho chị em nha. Nguyên bản từ rừng luôn nha, nguyên bản từ rừng luôn nha, hai cây. Có nụ rồi nha. Cây dưới thì chưa có nụ đâu, cây trên thôi. Giờ này em bán cho các bác với giá là 350 nghìn nha, 350 nghìn nha, lá siêu dày nha các bác nha. 350 nghìn nha. Cho giò dáng hương tam bảo sắc này nha. 350 nghìn. Cho giò số 8. Số 9 này. Một giò trồn to nha. Một giò trồn to trên 30 cây nha. Trên 30 cây em ghép vào lũa nha. Đã chạy dễ nha các bác nha. Giò này em bán cho các bác với giá là 1 triệu nha. 1 triệu này. Đấy, to cực luôn. Nha các bác nha. 30 cây nha. 1 triệu. To nhỏ có hết nha các bác nha. Có hoa hết nha. 1 triệu cho giò số 9. Số 10 này các bác này. Một giò dáng hoàng thảo kèn Lai Châu này. Giò hoàng thảo kèn Lai Châu nha các bác nhá. Đây này. Cái này nó bị gãy nên là em buộc vào đây nha. Đấy, gãy như này nha, em buộc ở đây này, gãy ở đây nha. Cái này cũng gãy đầu ngọn nha. Và thân này cũng gãy nha. Gãy như em lấy dây em buộc rồi. Đấy. Thân dài nhất của em nha. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 80 cm luôn. Đang sưng nụ nha. Hoàng thảo kèn Lai Châu đang sưng nụ nha. Này các bác này, nó gãy thì gãy như nó vẫn ra nụ rồi. Được 12 mầm gốc luôn nha. 9 thân hoa được 12 mầm gốc nha. Thân nào ngắn nhất ra hoa cũng được phải tầm trên 30 cm này. Trên 30 cm nha. Giờ này em bán cho các bác với giá là 3 triệu 500 nghìn nha. 3 triệu 500 nghìn nha các bác nha. Rực rỡ hoa hoàng thảo kèn Lai Châu luôn nha các bác nha. Được 12 mầm gốc nha các bác nha. Được 12 mầm gốc luôn. 3 triệu 500 nghìn cho giò được 9 thân hoa nha các bác nha. 9 thân hoa. Bị mất 2 thân gãy. Cũng tiếc lắm nhưng không biết làm nào các bác nha. Giò nó to. Năm nay 12 mầm gốc luôn. Cho giò số 10 nha các bác nha. Số 10 nha. Số 11 hoàng thảo kèn này. 3 thân hoa luôn nha các bác nha. 3 thân hoa đây nha. Đang sưng nụ nha. Sưng nụ từ gốc đây luôn. Từ đây luôn nha các bác nha. Được 5 mầm gốc nha. 5 mầm gốc nha.
Em bán 1 triệu 500 nghìn nha. 500 nghìn một thân như thế này dài được 90 cm luôn. 90 cm nha các bác nha. Dài được 90 cm nha. 3 thân được 90 cm nha. Em bán cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn nha. Cho giò số 11 nha. Số 10. Em lên 11 giò rồi các bạn. Mong được sự ủng hộ của các bác nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Em bảo như này nhá, các bác nhá. Hàng lan về thì các bác phun chống thối cho em luôn nhá. Vì là ngày 1, ngày 2 các bác phun chống thối luôn cho em. Vì là nó là thay đổi khí hậu là thứ nhất này. Đấy, nên là các bác phải nên phun chống thối cho em thôi. Chứ còn các bác phun chống thối là Zidomin với là Kinkinbun nha các bác nhá. Zidomin với Kinkinbun để các bác đảm bảo được cái cây cho nó an toàn. Chứ chết tiếc ạ. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.